Trân trọng kính chào tất cả các bác nhé. Một chiếc xe quá đẹp vừa cập bến tại bên em. Chiếc xe này đang rất nhiều bác quan tâm đây. Và hôm nay em lên video chi tiết để cho các bác có thể là chốt ngay trên line luôn các bác nhé. Mazda CX-5 bản full 2.5, đẹp xuất sắc không đối thủ các bác ạ. Vâng, với những chiếc xe đời đời thì đây khẳng định là một chiếc xe đẹp hiếm, đẹp cực kỳ luôn. Đây các bác có thể nhìn độ đẹp của chiếc xe thông qua nội thất của chiếc xe, thông qua những cái gì mà theo năm tháng 2018 thì có nghĩa chiếc xe này đã lăn bánh đến thời điểm này là 6 năm rồi cũng không ít đâu các bác nhỉ. 6 năm rồi mà các bác nhìn hàng ghế phía đằng sau đây. Cái bác chủ này chia sẻ đó là gần như bác chỉ đi một mình thôi. Cho nên các bác nhìn này, chất liệu da này, gần như mới. Lúc đầu mà khi mà em đưa chiếc xe này về, anh em tranh cãi nhau và đây là ghế da đã bọc lại rồi. Nhưng thực chất đây là da mới các bác nhé. Đây là da zin theo xe. Đấy, thực sự đây là một bất ngờ, ngay cả đến thợ bọn em tiếp xúc liên tục với lại những cái chi tiết về chất liệu da thì cũng đã nhầm lẫn đây là chiếc xe đã bị bọc lại da rồi. Nhưng mà đây là da zin của hãng các bác nhé. Bác nào mà đến đây phát hiện đây là ghế da bọc lại, em tặng cho các bác 50 triệu, được chưa? Em cam kết đây là da zin. Và da zin nó đẹp như xe mới như thế này thì các bác biết chất của con xe này như thế nào đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn cái gối tựa đầu của hàng ghế lái này, nó đẹp không? Đấy, nó đẹp không? Đây, những cái chất liệu da này, đây là da zin nó mới đẹp đến mức độ như thế này. Và những cái nhựa ở cái phần tì tay phía đằng sau các bác nhìn này, nó không có một tì vết, không có một tí chảy xước nào đúng không ạ? Chất đâu các bác, chất đâu đấy. Và các bác nhìn cái trần này, cái trần nỉ mà theo xe nguyên bản từ đầu nó sạch sẽ vô cùng luôn, bởi vì gần như người ta đi người ta không mở cửa. Vâng, chiếc xe này gốc Hà Nội một chủ từ đầu các bác nhé, gốc Hà Nội một chủ từ đầu bản 2.5 full kịch. Thực ra thì nếu như các bác đi xe mà có điều kiện, các bác mua bản 2.5 các bác đi quá là tuyệt vời luôn. Bởi vì bản 2.5 thì cái với cái khối lượng của một cái chiếc xe 5 chỗ ngồi to như thế này thì nó mới đủ cái độ tải được và nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chưa chắc 2.0 đã tiết kiệm bằng 2.5 đâu các bác nhé. Chẳng qua là 2.5 được công nghệ, được trang bị quá nhiều công nghệ nên giá tiền nó sẽ đắt hơn một chút này. Đây, trang bị là loa bô. Nếu mà bản kia này làm gì đã có loa bô, âm thanh giải trí vô cùng tuyệt hảo. Và tiếp theo đấy là gì đây? Ghế điện được trang bị ở hai hàng ghế phía bên trên, đó là hàng ghế lái và hàng ghế phụ. Hai vị trí nhớ ghế được trang bị cho phiên bản này, các bác thấy tuyệt vời không? Và các bác nhìn hàng ghế lái cho em này, ghế lái là cái phần ngồi nhiều nhất nhưng mà các bác thấy được nó còn mới như vậy, đúng không ạ? Nó mới như vậy thì chắc chắn là nó phải là đi rất ít, và cái người chủ mà mua chiếc xe này và đi chiếc xe này cũng là người cực kỳ giữ gìn. Và đây các bác nhìn, đây ạ, từ cái việc đó là hãng được hãng trang bị cho chiếc xe này chất liệu nhựa mềm này, đấy, nhựa mềm này, tăng khả năng cách âm chống ồn và độ sang chảnh cho chiếc xe. Và các bác nhìn thiết kế ô cửa gió có đẹp không ạ? Vâng, phải nói là quá thẩm mỹ luôn, với mạ chrome nhìn rất sang chảnh. Và bảng điều khiển thể hiện tất cả các option chức năng của xe ở phía bên trên này, đúng không ạ? Và xe thay dầu bảo dưỡng đầy đủ theo hãng nhé. Xe lăn bánh đến thời điểm này là 8,8 vạn, mà bảo dưỡng nhắc nhở thay dầu là 8,7 vạn. Vậy có nghĩa là mới thay dầu xong, bây giờ đang là 8,8 vạn các bác nhé. Vô lăng của số đẹp xuất sắc luôn. Màn hình cam lùi theo xe đã gắn thêm cam táp lề này các bác này, đã gắn thêm cam táp lề. Và bác nhìn cho em cái ghế phụ đằng trước, các bác thấy có đẹp không? Đấy, một chiếc xe mà chạy ít, đấy, một chiếc xe mà nó còn chất như thế này thì các bác biết được rằng là chất lượng xe như thế nào. Và đây là xe một chủ biển Hà Nội các bác nhé. Đấy, một chủ biển Hà Nội. Và các bác quan sát thêm cho em phần nội thất. Với bản 2.5 thì sẽ trang bị hai ghế điện các bác nhá. Ghế điện ở hàng ghế lái và ghế điện ở hàng ghế phụ. Đấy, điều chỉnh cho người sử dụng khá là chủ động luôn các bác nhá. Khá là chủ động luôn. Và các bác quan sát cho em đó là gì đây? Đấy, tất cả những cái chất liệu táp ly táp nô của xe rất là chắc chắn các bác nhá. Đây. Đây các bác nhìn này, đẹp không? 2018 6 năm lăn bánh trên đường chứ không phải ít đúng không các bác? Mà chất lượng xe còn đẹp như thế này thì chắc chắn đây là một chiếc xe mà ở cái ngưỡng đó là xuất sắc các bác nhé. Ở cái ngưỡng đó là xuất sắc. Đấy, không đối thủ. Không đối thủ luôn. Đấy, các bác nhìn form dáng xe quá đẹp. Và bây giờ các bác tới phần máy của chiếc xe này. Phần máy của chiếc xe thì xe được trang bị đến khối động cơ đó là 2.5, là khối động cơ full kịch luôn. Xe thì zin từ doang răng cỏ các bác nhé. Đấy, bên em thì cam kết máy số keo chỉ zin tuyệt đối luôn. Đấy, các bác nhìn này, tiếng máy nổ 2.5 êm vô cùng luôn, êm vô cùng luôn. Phải nói rằng là Mazda là một cái dòng xe mà có nhiều công nghệ và có chức năng an toàn cao. Ngoài ra thì chiếc xe nó lại còn được trang bị nhiều công nghệ, form dáng xe đẹp. Đấy, rất là đẹp.
rất là đẹp. Đây các bác nhìn toàn bộ tổng thể khoang máy của nó rất là sáng đúng không ạ? Rất sáng luôn. Đấy, các bác nhìn xa xa nhìn này, các bác nhìn quá đẹp đúng không ạ? Đấy, từ những cái chi tiết nhỏ như ốc ụ này, rồi tất cả các chi tiết xe đẹp xuất sắc, đẹp không đối thủ các bác nhá. Đẹp xuất sắc, đẹp không đối thủ. Và nếu như các bác yêu bản 2.5 thì các bác tìm mỏi chân, mòn gối cũng không ra được chiếc xe nào đẹp hơn chiếc xe này đâu các bác nhá. Vâng. Vậy thì với cái giá tiền mà bên em chào bán công khai cho chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 2018 680 triệu. Vâng, công khai luôn các bác nhé. Và đây là mức giá cực kỳ tốt luôn. Các bác nhìn này, thiết kế đèn phía trước đó là đèn mắt híp. Đấy, với giải LED màu trắng, cảm biến xung quanh xe, phần mạ chrome với những thanh bản to. Đấy, với cái mặt lưới mắt cáo siêu đẹp. Và phải nói rằng đây là một chất liệu xe quá chất luôn, quá đẹp luôn các bác nhé. Đấy, quá đẹp luôn. Và các bác sẽ thấy, đi một vòng nhìn form dáng chiếc xe này cho em này, tổng thể form dáng này. Đấy, các bác thấy được là với Mazda CX-5 thì nó được thiết kế theo ngôn ngữ Polo thể thao, một ngôn ngữ cực kỳ là riêng biệt của người Nhật. Và form dáng này không hề bị lỗi thời, luôn luôn là những cái mẫu xe được khẳng định là bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, bản 2.5 là cái bản full nhất. Đấy, bác chủ cũng đã lên cho ta cái đèn ở phía đằng sau rồi đúng không ạ? Đấy các bác nhìn đấy, chiếc xe đi một vòng các bác nhìn thấy chất không? Các bác nhìn thấy có đẹp không? Các bác nhìn thấy có yêu không? Đấy, bác nào mà yêu thì gọi ngay cho em ta số hotline 0964 834 834 các bác nhé. Đấy, để chốt chiếc xe này giá rất êm các bác ạ, 680 triệu công khai luôn. Công khai luôn cho các bác để các bác thấy rằng là đây là một mức giá cực kỳ là hời luôn. Cực kỳ là hời luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy thiết kế của xe quá đẹp luôn. Bác nào mà muốn xe đẹp, muốn xe chất và muốn xe mà một chiếc xe mà đi mãi không chán, đi mãi mà không cảm thấy rằng là nó là chiếc xe bị lỗi thời thì các bác mua dòng xe này thì quá là tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Vâng, phải nói là đây là một chiếc Mazda quá đẹp, quá đẹp. Địa chỉ của bên showroom 34 Văn Vua Gầm Cao, đó là 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương các bác nhé. Đấy, các bác hãy qua showroom em để chốt chiếc xe này. Đấy, vậy thì thay mặt ekip 34 Văn xin trân trọng cảm ơn tất cả các bác. Phần xe này em có quay cả gầm thì kính mời các bác tới phần gầm để ta có thể có thêm thông tin chi tiết hơn nhé. Chốt xe liên hệ với em, cảm ơn các bác. Đây, chiếc Mazda CX-5 2018, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Em vừa mới lấy hôm qua về, hôm nay đã dọn gầm rất là sạch sẽ để cho anh chị ngắm này. Và một chiếc xe đẹp thì nhìn chung là khi mà nâng cầu lên và dọn rửa qua nước lã thôi, anh chị đã thấy được độ đẹp của nó chưa ạ? Vâng, ngay cả từ phần gầm này, anh chị nhìn cái bông bô xả nó sáng chóa luôn này. Vâng, phải nói là một cái chiếc xe mà sử dụng ít, một chiếc xe mà chủ giữ gìn ở cái vùng miền tốt thì các bác sẽ thấy được là cái chất lượng của nó vẫn còn bền vững qua thời gian. Đây, và các bác thấy được rằng là toàn bộ cái phần gầm phía bên dưới, ngay cả từ những cái thanh răng này, rất là cứng cáp, toàn bộ bằng sắt hết các bác nhé. Đấy, còn lại những cái thanh giảm xóc này còn rất tốt này, củ phanh này còn rất trắng này anh chị này. Một chiếc xe mà lăn bánh hơn 8 vạn thôi, cho nên nó rất là đẹp luôn. Đây, từ con ốc luôn này, chưa từng vặn mở các bác này. Đây là những con ốc chỉnh trụm các bác. Đây. Đấy, phần mặt sàn của xe rất đẹp luôn, lốp láp dày luôn, các anh chị về không phải thay lốp nhé. Đấy, ngay cả cái từ việc đó là ta nâng gầm lên, ta sẽ nhìn được cái phần sắt xi phía đằng sau. Đấy, phần sắt xi phía sau nếu xe bị cong, bị đâm xô thì nó sẽ bị cong vênh các bác nhé. Đây, còn lại thì chiếc xe này em soi cả hai phần đầu sắt xi phía bên đằng sau cho các bác thì bác thấy được là nó còn nguyên bản đúng không ạ? Nó nguyên bản. Phần mặt sàn của xe thì toàn bộ được che chắn bởi những cái tấm nỉ này các bác này. Đấy, che chắn bởi những tấm nỉ hai bên vẫn còn nguyên vẹn như thế này thì các bác biết độ chất của nó rồi đúng không? Ống bô cũng xả thì sáng chóa luôn, không có va đập gì phần gầm cả. Tiến lên phần phía bên trên thì ta sẽ xem được cái phần máy số cũng như phần càng ngang. Phần càng ngang bên lái này các bác này, đấy, những cái lỗ nó tròn xoay như thế này và những con ốc nó chưa từng vặn mở, có nghĩa là chưa bị tác động bởi ngoại lực gì cả, nó vẫn nguyên vẹn các bác nhé. Đây, cả phần gầm phía này nữa này, một chiếc xe phải nói là vô cùng đẹp luôn các bác này. Và zin thì zin tuyệt đối luôn, những con ốc xanh lét luôn. Đấy, xanh lét luôn. Và tất cả những cái phần chi tiết của xe là nguyên bản và nguyên zin. Phần máy số của xe ta đã nhìn qua được những con ốc chân máy này. Đây là những con ốc chân máy để giữ máy. Nếu như bất kỳ một chiếc xe nào mà bị tai nạn thủy kích, ngập nước thì đều phải ra máy, và những con ốc chân máy này nó sẽ không còn nguyên vẹn như thế này nữa. Và những con ốc số thì các bác nhìn này,
những cái ốc số là nguyên vẹn, nó không hề bị tháo mở, và có hiện tượng, và những con những cái chi tiết ví dụ như là cái gioăng keo này nó còn nguyên bản nguyên zin các bác nhé, nó còn nguyên bản và nguyên zin. Và nói đây là như một chiếc xe nó rất là đẹp luôn và cực kỳ là zin. Và các bác sẽ nhìn cho em này, từ những con ốc, từ những con ốc đáy dưới đáy tắc te và cái đường gioăng nó còn nguyên bản nhé các bác nhé. Máy sáng quắc luôn, máy số là cam kết nguyên zin, bao trích test mọi nơi mọi chỗ luôn, mặt sàn của xe sáng loáng luôn các bác này, sáng loáng luôn. Xe Hà Nội thì các bác biết rồi, nó nằm trong một trong những cái vùng miền mà rất là tốt luôn. Còn lại thì chiếc xe thì cam kết các bác là không có ngập nước nhé các bác nhé, không có ngập nước và xe rất sáng và xe rất đẹp luôn. Với cái việc dọn rửa là chỉ có qua gọi là nước lã thôi để đảm bảo cái chất lượng cho các bác, thì bên em sẽ không tác động về hóa chất các bác nhé. Đây sát xi đằng trước này, đây các bác nhìn đấy là nguyên vẹn đúng không ạ, nguyên vẹn 100% luôn. Bên em thì không bán xe tai nạn, không bán xe ngập nước, không bán xe thủy kích, và những chiếc xe của bên em đều bán có bảo hành 1 năm sử dụng về máy và khung gầm, bao trích test mọi nơi mọi chỗ các bác nhé. Vâng, với chiếc Mazda CX-5 2018 bản 2.5 full kịch như thế này thì nó quá là chất rồi các bạn. Và nếu bác nào mà trực tiếp muốn liên hệ và mua chiếc xe này thì liên hệ ngay trực tiếp với em nhé, theo số hotline đã được ghi ở trên tiêu đề. Cảm ơn các bác. Và một chiếc xe mà các bác đã được quan sát một cách hoàn mỹ như thế này thì các bác là quá là yên tâm đúng không ạ? Cảm ơn các bác ạ.